Tôi tìm đến nhà bác Phan Đăng Nhật trong một ngày đầu năm. Căn nhà nằm cuối một ngõ nhỏ lặng lẽ như chủ nhân của nó. Có lẽ ít ai biết rằng chủ nhân của ngôi nhà này lại là tác giả của những công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian và về sử thi hay anh hùng ca của dân tộc thiểu số Việt Nam như sử thi Ê Đê, sử thi Mường, sử thi Thái, sử thi Chăm, sử thi Tây Nguyên. Ở cái tuổi gần 90, nhưng khi gặp, tôi nhận thấy sự bền bỉ, miệt mài trong con người bác Nhật. Qua cuộc trò chuyện đầu xuân này, tôi muốn hiểu vì sao mọi người vẫn nói bác Nhật là người dốc hết tình yêu và tuổi thanh xuân vào văn học dân gian Việt Nam. Cháu cũng được nghe và cũng đã được biết là bác là một trong những giáo sư rất là tâm huyết về cái đề tài văn hóa dân gian. Vậy bác có thể giới thiệu cho cháu cũng như là khán giả được biết là tại sao bác lại chọn cái đề tài này? Tôi ở Tây Bắc 7-8 năm, cuộc sống của đồng bào Tây Bắc làm cho tôi bắt đầu yêu mến các dân tộc thiểu số. Một vài thập kỷ gần đây, Đảng và nước ta nói nhiều đến việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với người Việt Nam thì bản sắc văn hóa dân tộc chứa đựng nhiều nhất trong văn hóa dân gian. Cho nên bản thân tôi không những là đi vào văn hóa dân gian mà chuyên đề sâu là văn hóa các dân tộc thiểu số. Nước chúng ta có 54 dân tộc, đấy là một kho tàng vô cùng phong phú. Sử thi anh hùng ca là một cái tài sản văn hóa lớn của các dân tộc, là niềm tự hào cho họ. Người ta coi đó là một cái giá trị lớn, nhưng mà không phải dân tộc nào cũng có sử thi anh hùng ca. Trung Quốc không có sử thi, Trung Quốc người Hán ấy không có sử thi anh hùng ca. Người Hán và các dân tộc đồng bằng ấy, còn dân tộc miền núi thì có. Ấn Độ có hai tác phẩm nổi tiếng, Mahabharata và Ramayana. Hy Lạp có Iliad và Odyssey. Pháp thì Sanson de Roland. Và một số nước khác, phần lớn chỉ có một, hai sử thi anh hùng ca thôi. Riêng nước ta thì vừa rồi chúng tôi làm một cuộc sưu tầm ở Tây Nguyên. Tác phẩm sưu tầm được có 200. Nó mới hiện tượng lạ trên thế giới đấy. Người ta chỉ có một, hai thôi. Nhưng mình có 200. Tôi được giải thưởng nhà nước về cái đề tài sử thi. Sử thi anh hùng ca là đề tài chuyên môn của tôi. Tôi làm luận án tiến sĩ khoa học ở bên Bulgaria cũng đề tài này. Không những cá nhân tôi nghiên cứu và viết nhiều sách, giảng dạy nhiều về lĩnh vực văn hóa dân gian, văn hóa các dân tộc thiểu số, mà còn là một trong hai người sáng lập đến Viện Văn hóa Dân gian. Cách đây khoảng 20 năm thì được giao cho nhiệm vụ cùng với giáo sư Đinh Gia Khánh lập nên Viện Văn hóa Dân gian. Ngành văn hóa dân gian ra đời từ đấy. Có thể thấy được cái việc di chuyển từ thời trẻ của bác cũng đã khá là nhiều ạ. Vậy thì cái bí quyết nào để bác có một cái sức khỏe ổn định và một cái tinh thần rất là minh mẫn như vậy để có thể làm việc ạ? Làm thế nào trong tuổi già sống vui, sống khỏe và sống có ích? Cái thì nhiều người cũng đề ra như thế, thì tôi cố gắng phấn đấu được như vậy. Tôi cũng yên tâm vì năm nay đã 87-88 tuổi mà vẫn sống vui, vẫn làm việc được và làm việc có đóng góp. Cũng như một cái máy, nó lâu rồi thì mình cứ để thì nó dỉ, mà mình vận động thì nó sáng. Người nào cũng phải chết, sống bao nhiêu rồi phải chết, và cố gắng chết một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Tóm lại, có hai điều. Một là phải có một kế hoạch tiết kiệm thì giờ. Đừng lãng phí thì giờ và sức lực vào những việc vô ích. Tự hạn chế những cái nhu cầu không cần thiết của con người. Sống 80 tuổi, hơn 80 tuổi không hút một điếu thuốc lá nào. Vì thế nó cay đắng vô ích. Không uống một chén rượu mạnh nào. Vì thế cũng không có ích lợi gì. Đó là được là cái bí quyết thứ nhất. Thứ hai nữa là già rồi, rèn luyện thân thể. Sáng nào tôi cũng dậy sớm. Dậy sớm có lợi lắm, làm được nhiều việc. Lúc cái trí tuệ đang minh mẫn, bí quyết quan trọng của tôi là luyện và rèn luyện theo các phương pháp rèn luyện của phương Đông. Và làm được thế thì tôi cho là mọi người đều có thể sống lâu. Vậy hiện tại thì bác đã muốn nghỉ ngơi và dừng các cái công trình nghiên cứu của mình chưa ạ? Cường độ viết của tôi khá cao,
khả năng viết cũng khá nhiều. Năm nay quyển sách thứ hai đang nằm ở trong nhà in và người ta báo cho tôi là đã in xong ruột rồi, còn bìa nữa thôi. Nghĩa là còn 15-20 ngày nữa thì quyển sách ra đời. Thưa quý vị và các bạn, vượt đèo, lội suối, băng rừng để thỏa đam mê, để thỏa nguyện ước với chàng Đam San đi tìm nữ thần mặt trời của người Ê Đê, sử thi đẻ đất, đẻ nước của Mo Mường, giáo sư Phan Đăng Nhật cứ sống như thế đầy nhiệt huyết trong sự thôi thúc tìm kiếm để giữ gìn văn hóa dân gian. Vâng ạ, đằng sau những cái câu chuyện và đằng sau những cái giá trị còn hiện hữu như thế này thì còn có rất là nhiều những cái giá trị vô hình mà chúng ta cần phải gìn giữ. Vậy theo bác làm thế nào để chúng ta luôn giữ được bản sắc, cốt cách của người Việt trong cuộc sống xã hội phát triển như bây giờ ạ? Muốn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, và đó là cái khẩu hiệu của Đảng nêu ra đó, thì chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải hiểu biết các cái giá trị văn hóa đó. Nó thể hiện ở nhiều nơi, nhiều người, nhiều chỗ. Nhưng mà đặc biệt là các tôn, các cái tín ngưỡng văn hóa ở trong các cái đình làng, trong các cơ sở và đặc biệt là các lễ hội. Công việc nghiên cứu của bác thì có thường xuyên đến đình đền Hào Nam để làm việc không ạ? Đình đền, cái đình đền Hào Nam này nó có một cái vui, tức là đã giúp đỡ cái nhóm nghiên cứu về âm nhạc dân gian. Chúng ta cần phải tiếp tục phát huy những cái cơ sở như là đình Hào Nam đây. Chỗ này là chỗ quen thân của tôi. Tôi lại dạy cái lớp đại học ở đây. Sắp đến đây sẽ có một cuộc gặp gỡ ở trong này. Và cuộc gặp gỡ đó nội dung để bàn về vấn đề vai trò đình làng trong xã hội Việt ngày xưa và vai trò đình làng của ngày nay. Ngày nay mọi sự tiến bộ, mọi sự thay đổi và mọi sự hiện đại hóa, nhưng mà kết luận là đình làng vẫn có vai trò của nó. Một số yêu cầu khác, người ta có đặt vấn đề ra là thế có thay được đình làng không? Thì hội nghị kết luận đình làng vẫn không thay được. Văn hóa có nhiệm vụ của cơ sở văn hóa mới, còn đình làng có nhiệm vụ của đình làng. Ngay sau đây thì bác có một cái cuộc hội thảo tại đình đền Hào Nam, các vấn đề về văn hóa, vậy bác có thể cho cháu được tham dự không ạ? Rồi, xin mời. Dù gối đã run, sức đã yếu, nhưng giáo sư, tiến sĩ khoa học Phan Đăng Nhật vẫn muốn góp sức cho cái nghề, cái nghiệp đã theo ông bao năm tháng. Tôi và bác đến văn phòng Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam, trụ sở nằm trong cụm di tích đỉnh Hào Nam. Bác đã tham dự nhiều cuộc hội thảo của Trung tâm để đưa ra ý kiến chuyên môn nhằm khôi phục lại những loại hình âm nhạc truyền thống hay những loại nhạc cụ độc đáo mà chỉ có ở Việt Nam. Thưa nhạc sĩ Thao Giang, ông đã được làm việc với lại giáo sư Phan Đăng Nhật lâu chưa ạ? Và ông có cảm nhận như thế nào về con người cũng như là tâm huyết của giáo sư Phan Đăng Nhật trong việc gìn giữ văn hóa dân gian ạ? Tôi và giáo sư Phan Đăng Nhật đã có những cái sự hợp tác từ những năm 80, cho đến nay mấy chục năm rồi. Thì suốt trong thời gian đó cho đến nay, thì không có lúc nào, không có giờ phút nào là giáo sư không nghĩ đến vấn đề về văn hóa dân gian. Không những đối với cái tộc người Việt, mà đặc biệt là với các cái dân tộc ít người. Thế bây giờ chúng ta mới có những cái luật về môi trường, nhưng thực chất giáo sư đã có những cái cuốn sách mà đã biếu cho tôi đấy, là cách đây mấy chục năm.
là về những cái luật về nước, về môi trường của người Thái. Mà khi chúng tôi lên khảo sát với cái dân tộc Thái ở trên Thuận Châu thì người ta cũng đã nói, và những cái đấy thì tôi đã thấy ở trong cái cuốn, những cái cuốn sách của giáo sư rồi, và không biết bao nhiêu những các dân gian nó rải rác trong khắp đất nước chúng ta được tập hợp lại, được hệ thống lại, được tìm ra những quy luật. Thì đấy là tôi cho là một cái người giáo sư mà phải nói rằng là rất uyên thâm về cái lĩnh vực dân gian, và tôi cho rằng là nó đi vào một cái lĩnh vực mà rất cần thiết cho cái bản sắc dân tộc của chúng ta, là nhờ những các cái chất liệu dân gian mà các giáo sư Đinh Gia Khánh, giáo sư Văn Nhật đã tìm ra và đã những cái quy luật để giúp cho chúng tôi, và nhất là những các cái lớp đào tạo sau này là những cái tài liệu hết sức quý. Và đây chúng tôi từ năm 2010 đấy là chúng tôi có một cái lớp nghiên cứu sinh ở đây, thì giáo sư là những người đã giảng dạy về cái đó. Đây cũng là một cái tấm gương cho chúng tôi, tức là lao động quên mình về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu như là mãi mãi, tức là gần như cảm giác lúc nào như là ngày mai chúng ta không còn nữa ấy. Cũng đến cái mức độ như vậy, cho nên đấy là một cái tấm gương về lao động và tấm gương về nghiên cứu khoa học, cho nên chúng tôi ghi nhớ mãi mãi cái điều này. Đây là buổi tổng kết 5 năm hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển Tiềm năng Con người. Và người đàn ông đang đứng phát biểu trên bục đó là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người, giáo sư, tiến sĩ khoa học Phan Đăng Nhật. Có thể thấy rằng, thời gian và tuổi tác dường như không níu chân con người này lại được. Làm khoa học vất vả, gian nan vô cùng, nhưng với tình yêu, sự trân trọng văn hóa dân gian và khát khao khám phá, giáo sư Phan Đăng Nhật đã tìm thấy biết bao điều thú vị, khiến cuộc đời ông thêm thăng hoa, ý nghĩa. Tháng 9 năm 2005, Chủ tịch nước đã tặng giải thưởng nhà nước cho cụm công trình Sử thi ED năm 1991 và vùng Sử thi Tây Nguyên năm 1999 của giáo sư, tiến sĩ khoa học Phan Đăng Nhật. Giới nghiên cứu văn hóa vẫn tôn vinh ông là nhà nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam về sử thi, là quyển sách lịch sử sống về văn hóa dân gian các vùng dân tộc thiểu số. Giải thưởng này là vinh dự lớn đối với cuộc đời nghiên cứu khoa học của ông, nhưng không vì vậy mà nó lấp đầy trái tim ông, một trái tim với tình yêu dạt dào với văn hóa dân gian. Ông vẫn miệt mài, chăm chỉ với những nghiên cứu về sử thi, nhưng ông còn tiếp tục nghiên cứu văn hóa đình làng và tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam. Ngoài công trình nghiên cứu về thời kỳ nhà Mạc, ông vừa hoàn thành bài nghiên cứu của mình về lịch sử ngôi đền bia bản La Khê. Thưa quý vị và các bạn, 88 tuổi đó chính là con số đáp án cho việc lựa chọn một cuộc sống khỏe mạnh về thể chất và linh hoạt về trí óc như giáo sư Phan Đăng Nhật đã chia sẻ. Và đó cũng chính là thông điệp mà người nối nghiệp thời gian tuần này của chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Baby.